Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn quanh Văn Phủ nha. Sẽ có một số hoa giấy ghép nhiều màu tiếp tục giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình ha. Hôm nay thì vắng thì vườn lên tược rất là khỏe quý cô chú anh chị em. Rồi chào anh Vũ. Rồi chào anh Thái nha. Mến chào tất cả cô chú anh chị đến kênh Pháp Thái TV. Em Văn Vũ ở làng Hoa Sa Đéc. Số điện thoại em giao lưu là 0968 878 912. Thì bữa giờ cũng do một số em cây tàn chưa có bông ha. Thì bữa nay cũng lên một mớ nha quý anh chị. Em tính cũng giao lưu quý anh chị mình ha. Rồi không mất thời gian quý anh chị mình, em vô một cây đầu tiên là tím bóm nha quý anh chị. Cây già mùa quý anh chị em. Số 1, cao 1m1 nha quý anh chị ơi. Cái ngang được 88 nha. Quành ở đây được 19 nha quý anh chị. Rồi cây mã số 1 này em giao lưu quý anh chị mình 350 ha, bao phí ship cho quý anh chị mình toàn quốc ha. 350 quý anh chị ơi. Rồi tiếp tục cây số 2. Rất là dễ mua quý anh chị em. Có được một cặp nha quý anh chị. Cây này khá đẹp quý anh chị, đế đẹp. Cây này nôm đế cao. Cái này cũng cao 1m1 nha quý anh chị ơi. Tán ngang được 89 luôn. Quành với đây được 20 nha quý anh chị. Rồi mã số 2 này em giao lưu với quý anh chị mình là 380.000 ha. 380 em bao phí không quý anh chị ơi. Rồi tiếp tục đem lên mã số 3. Một cây ghép nhiều màu quý anh chị. Dạ. Cây bữa nay nó lên bông cũng khá quý anh chị ơi. Cao được 1m1 quý anh chị ơi. Tán ngang 85 nha. Cổ đế cũng khá đẹp nha quý anh chị. Quành của nó được 19 quý anh chị ơi. Cái này 5 màu quý anh chị ơi. Tím pháp, tím tuyết, vàng thái, trắng tuyết, cam lửa. Rồi cái này 5 màu. Rồi cái mã số 3 này em giao lưu 400 em bao phí luôn quý anh chị ơi. 400 nha. Rồi tiếp tục em lên mã số 4 nha. Tiếp tục là cây nhiều màu anh chị em. Dạ. Trắng tiết, cam lửa, ruby tím lửa, hồng lửa. Cao 1m15, tán ngang 80 quý anh chị ơi. Bộ đế khá đẹp quý anh chị. Quanh đây được 21 quý anh chị ơi. 5-6 màu quý anh chị. Rồi cái mã số 4 này em giao lưu cũng giá 400.000 quý anh chị ơi. 400k em bao phí cho quý anh chị mình chơi luôn ha. Rồi tiếp tục em lên mã số 5 cho quý anh chị mình nè. Cây này 6-7 màu đó quý anh chị. Chiều cao của nó được 1m23, tán ngang 80 quý anh chị ơi. Quành 20 nha quý anh chị. Đấy, đá khá đẹp nha. Đỏ lửa, cam lửa, red pizza, tím bướm, trắng tuyết, phụng hoàng lửa. 6-7 màu quý anh chị, cái này 6-7 màu. Rồi mã số 5 em giao lưu 400 luôn quý anh chị. Bảo phí ship cho quý anh chị mình chơi luôn nha. Rồi tiếp tục em lên mã số 6 quý anh chị. Một siêu phẩm một cốt quý anh chị. Dạ. Cây này quý anh chị em mình chơi liễu rủ rồi rất là đẹp luôn. Cái này cũng về vô dây. Rồi cao 1m34 nha quý anh chị. 8.065. Bộ đế khá đẹp quý anh chị. 19 quành. Tím pháp, tím tuyết, dưa hấu, red pizza, phụng hoàng lửa. Trắng tuyết nha quý anh chị ơi. Rồi cây này mã số 6 một cốt em giao lưu 500 quý anh chị ơi. 6-500 quý anh chị. Cây rất đẹp quý anh chị em. Dạ. Rồi tiếp tục em lên cây số 7. Trời ơi. Nhỏ có vỏ ghê không chị. Siêu cute ha. Bộ đế rất là dễ thương. Này được 2 màu quý anh chị ơi. Cao 1m06, tán ngang 60, tím pháp với lại tím lửa, 2 màu quý anh chị. Quành của nó được 17 nha quý anh chị. Rồi. Rồi mã số 7 này em giao lưu quý anh chị mình 300 ha. 300 quý anh chị ơi. 300 em bao phí cho quý anh chị mình luôn nha. Rồi tiếp tục mã số 8. Trời ơi. Một màu đỏ lửa. Một cốt. Này là bông quý anh chị. Cao 1m14. Tán ngang được 75. Cây đang sổ nụ à. Dạ. Quành cũng khá lớn quý anh chị, 19 quành, bộ đế khá đẹp quý anh chị. Rồi mã số 8 này 350 quý anh chị ơi. Số 8 350 nha. Tiếp tục em lên mã số 9 cho quý anh chị mình chơi ha. Cây này 8-9 màu đặng quý anh chị ơi, nhiều lắm nha. Cao 1m15. Tán ngang 90 quý anh chị ơi. 21 quành. Đế già sạch ha. Dạ. Rồi mã số 9 này 450, này có 8 màu nha quý, 8-9 màu nha. Gồm có Kajata, hồng gân, cam lửa, tím tuyết, red pizza, sakura phất hồng, trắng tuyết, tím pháp. Cũng vàng lửa. Nhiều lắm quý anh chị ơi. Đó, rồi cây này số 9 em giao lưu 450 quý anh chị ơi. 450 quý anh chị. Rồi, em lên cây số 10. Một cây red pizza hoa đỏ quý anh chị. Quá trời lên bông quý anh chị. Bắp nó hàng này nó xiên bông lắm quý anh chị ơi. Này bông sai quý anh chị, cao 70, tới ngang 75 quý anh chị. Đế già đế nha, 22 quành quý anh chị.
bông đẹp. Rồi mã số 10 này 350 em bao phí thôi quý anh chị ơi. 350. Rồi, em xin mời quý anh chị mình đi tham quan mấy cái dù quý anh chị ơi. Bữa nay thì một số đàn thông thì nó cũng chưa có lên bông nha quý anh chị. Đó, thì đang chấm nụ rất là nhiều nha. Thì để clip sau đi em sẽ quay cụ thể, bởi vì chưa lên bông là chưa có quay nha quý anh chị. Trong vườn còn rất là nhiều nha quý anh chị. Đó. Quý anh chị em nào thời điểm này cần thì mình liên hệ trực tiếp ha. Rồi, qua số Zalo. Cái này cái vụ này lên bông khá khá anh thấy rồi. Đang sổ nè. Hai màu anh thấy. Đang sổ nụ. Hai màu. Cam thái và tím bướm à. Dạ. Thì từ mặt chậu lên là 1,5 m quý anh chị. Tới ngang. Tới ngang nó được là 1 m nha quý anh chị ơi. Cái này khá là già nha quý anh chị. 27 hoành quý anh chị ơi. Đó. Cây này em giao lưu với anh chị mình giá là 1,5 triệu, bao phí ship 300 cây số cho quý anh chị mình nha. Hàng này là chỉ bao phí đường xe tải thôi quý anh chị ơi. Cây này bệnh cái khung già quý anh chị em, được nhánh rồi. Quá trời, và bữa nay bứt nó lên kẹo hết trơn quý anh chị ơi. Này 5-7 bữa nè, vô đây luôn thấy à. Quý anh chị mà xem không rõ thì cứ kết nối giúp em ha. Rồi, số 12 quý anh chị ơi. Chiều cao cũng được 1,5 m, tính ca mặt chậu nha quý anh chị. Cả chậu luôn, nó không khoảng 1,6 m, 1,7 m á, 1,7 m á. Tăng ngang 90 quý anh chị ơi. Này vô khung dù ấy quý anh chị em. Dạ. Hoành được 31 nha quý anh chị. Quá trời củ đế quý anh chị ơi. Rất là già ha. Tiết già luôn. Cái này là một màu nha quý anh chị. Một màu ha, vàng thái nha quý anh chị. Một màu một quý anh chị ơi. Đây, bơm cực đẹp luôn. Dù này hay tròn hết trơn, bốn mặt rồi quý anh chị ơi. Rồi cây này em giao lưu quý anh chị mã 12 này, 1,6 triệu nha. Rồi, tiếp tục mã 13 cũng là một cây vàng thái luôn nha anh chị ơi. Hai cây này cặp ha. Cặp nè. Cái này cao từ mặt chậu lên phải 1,6 m. Tới 1,90 m quý anh chị. Bộ đế này. Thằng này nó già dữ lắm, nó già quý anh chị ơi. 29 hoành quý anh chị. Sổ luôn, thấy ghê không? Đó. Rồi cây này cũng giao lưu quý anh chị mình cái giá là 1,4 triệu quý anh chị ơi. 1,4 triệu nha. Phòng tàn bệnh đặt hết trơn quý anh chị. Đặt hết trơn rồi. Rồi qua đây luôn thấy à. Rồi, mã 14 quý anh chị ơi. Tiếp tục mã 14 nha. À. Cây này cao mặt chậu lên 1,4 m. Tán ngang 90 m quý anh chị ơi. Cây này nhiều màu ha. Dạ. Em đo cái hoành trước đi cho quý anh chị mình hình dung nha. 30 hoành quý anh chị ơi. Cây rất là đặc nha quý anh chị. À. Tím bớm là 1 nè. À, trắng thái là 2 nè, à, tím lửa là 3 nè, vàng thái là 4 nè, cam lửa là 5 nè, đỏ lửa là 6 màu nè. Tím tiết. Tím tiết nó là 7 màu. Cây này 7 màu nha anh chị ơi. Đó, cây này em giao lưu quý anh chị mã số 14, giá 1,5 triệu, bao phí ship 300 cây số cho quý anh chị mình nha. Rồi tiếp tục số 15. Ồ, cây này quá già luôn quý anh chị. Cây này chiều cao 1,5 m nha. Cây này với cây đó cũng muốn là ná cặp á. Tới ngang 90 quý anh chị. Rồi già coi nè. Rồi à. 30 hoành quý anh chị ơi, 30 hoành nha. Già lên móc lên meo luôn quý anh chị. Vàng thái là 1, hồng găng là 2, đỏ thái là 3. À, đỏ lửa là 4. Tím bớm là 5 màu. Bên kia là cam thái nó là 6 màu quý anh chị ơi. Cây này được 6 màu nha anh chị. 6 màu ha. Rồi mình băng qua đó luôn thấy rồi. Mã số 15. Đó là 1,5 triệu nha quý anh chị ơi. Rồi, 1,500,000. Mã số 16 nha quý anh chị. Mã số 16. Cái này cũng là cao khoảng 1,4 m, 1,5 m quý anh chị ơi. Cái láng ngang thì khỏi đo, 85-90 nha quý anh chị ơi. Đó, nó có khung hết trơn rồi. Ôi ơi, cây này 29 hoành quý anh chị ơi. Nó cụ đế khá là đẹp nha quý anh chị. Cây này cam lửa nè, hồng găng nè, đỏ lửa nè, rồi tím lửa nè, dưa hấu nè quý anh chị. 5 màu nha, cây này 5 màu. Cái này giá mã 16 giá cũng 1,5 triệu luôn. Rồi băng quanh kia luôn thấy rồi. Băng quanh kia mình đi ra luôn á. Dù trong vườn thì khá là nhiều nhưng mà do một số nó lên hoa thì mình giao lưu quý anh chị em. Dạ, trời ơi cây này bữa nay quá trời đẹp luôn. Sakura phất hồng. Có cây lớn nó kìa nhưng mà giao lưu cây này đi để đằng sau giao lưu cây lớn nha. Màu này khá là xinh quý anh chị em, khá là ngọt. Cao khoảng 1,5 m, tán ngang cái này chắc 1,03 m nha quý anh chị, 1,03 m nha. Đó. Ôi ơi con nó già nó lên nè quý anh chị ơi. 29 hoành của anh chị. Đó, biết cái đen đen này là do nó già nó đóng rêu. Nó găng á, nó đóng rêu á quý anh chị. Xanh không có vấn đề nha quý anh chị. Rồi mã 17 nè em giao lưu với anh chị mình. Màu sakura trắng phát hồng 1,4 triệu nha quý anh chị ơi. Rồi, đến mình đó luôn em thầy. Mã 18 nha quý anh chị. Cây này chấm bông chấm búp cũng quá trời nha. Này size lớn à? Dạ size lớn. Cái này từ mặt chậu lên tầm khoảng 1,6 m, 1,7 m quý anh chị. Cái tán ngang được 1,25 m nha. Này ghép màu thái nha quý anh chị em. Dạ, 36 hoành quý anh chị ơi, 36 hoành củ đế cũng khá đẹp nha quý anh chị. Đó. Cái này được vàng thái, hồng thái, đỏ thái và thằng Sophia. Sophia nó mới lên búp nha quý anh chị.
cây này 4 màu nha. Cây này em giao lưu mã số 18 là 2,5 triệu nha, bao phí ship cho quý anh chị mình cũng 300 cây nha quý anh chị ơi. Đó. Rồi tiếp tục, cây này chưa có lên bông, giao lưu cây này đi. Cây này mã số 19 nha quý anh chị. Hồng gân. Cây hồng gân. Rất là đẹp nha. Củ cây này rất là năng ha. Dạ. Cao 1m4. Tới ngang 90 quý anh chị ơi. Rồi, một cốt rồi, chỗ cái dòng eo nhỏ luôn nha quý anh chị ơi, 34 hoành nha, 34 hoành quý anh chị, rất là năng luôn nha. Đó. Ồ ơi, một màu hồng găng quý anh chị ơi, lắc ha. Dạ, cái này 1,6 triệu mã 19. Cây này qua khôi của clip này luôn quý anh chị. Dạ. Cây này rất đẹp luôn. Đây, cái form tàn. Rồi, tiếp tục tới cây 20 quý anh chị ơi. Ồ rồi, cây này không vô dù nha anh chị. Ồ cây này gác này về quý anh chị mình gác cổng là cực kỳ luôn. Cái dáng chữ C rất là đẹp nha. Rồi chiều cao em cũng có đo hạ rồi, từ mặt chậu lên là 2m, tán ngang được 1m2. 5 màu thái nha anh chị. Trắng phớt hồng 1 nè, màu hồng là 2 nè, màu cam là 3, màu đỏ là 4 nè quý cô chú anh chị em. Rồi, màu vàng ở đâu trên đọt kìa, nó chưa lên hay gì quý anh chị ơi. Cái này 5 màu thực tế nha quý anh chị ơi, 5 màu nha. Cao 2m, tán ngang 1m2. Rồi có hoành được 32 quý anh chị ơi. Củ đấy rất đẹp nha quý anh chị. Đó. Cốt rất là đẹp ha. Dạ. Rồi cây mã 20 này giao lưu quý anh chị mình cái giá là 1,8 triệu, cũng bao phí ship 300 cây số cho anh chị mình nha. Cây này về các công là thầy luôn quý anh chị, rất là đẹp nha. Rồi tiếp tục tới một em tím bướm nha quý anh chị ơi, một màu tím bướm một ha. Cây này cao 1m8 nha quý anh chị, tính từ mặt chậu lên nha, cái khung ngang thì được 93 đó. Một đây. Cốt thẳng băng ha. Dạ, một cốt thẳng băng luôn. Đây em đo gì đi, đo gì cho quý anh chị mình hình dung cho dễ. 30 hoành nha quý anh chị ơi, đo dưới đây chụp hơn. À, như con cóc quý anh chị. Dạ, 30 hoành. Quá trời cũng lên tím bớm màu đẹp ghê quý anh chị. Rồi cây này mã 21 em giao lưu quý anh chị mình là giá 1,5 triệu quý anh chị ơi. Rồi quý anh chị mình qua cái lô lớn nha. Lô lớn bữa này cũng lên bông quá. Rồi quý anh chị mình sẽ thấy tím bướm cái độ sai hoa của nó nè. Cây này rất đẹp nha quý anh chị. Đây đi. Cái bộ mình còn nhiều lắm anh chị, để em gắn nuôi lại cho mấy này em đặt tàn giao lưu quý anh chị mình sau nha. Rồi cái này cây đỏ thái nha quý anh chị. Mã 22. Một màu đỏ. Dạ. Chiều cao lên đó tầm khoảng 1m7, 1m8 á. Cây này ngoài rất đẹp quý anh chị. Dạ, tán ngang thì chắc cũng cỡ 90 đến mét nha quý anh chị. Em làm khung á. Đều lắm. 31 hoành quý anh chị ơi. Quá trời luôn coi nè. Quá trời bông lên chi chít luôn quý anh chị ơi. Rồi mã 22 này em giao lưu quý anh chị mình cái giá 1,5 triệu luôn nha quý anh chị. Rồi tiếp tục mời quý anh chị mình qua cầu ha. Mà chơi hàng lớn. Thì cầu khỉ luôn. Cúng bông, bông như vậy là em không có giao lưu nha anh chị. Cúng bông gì là em không giao lưu nha. Để lên bông đi giao luôn mình nó mới phơi nha anh chị. Rồi đây cái này cũng đẹp quá trời, cây này đẹp quá. Ồ, cây này tầm tháng một tuần nữa quá trời phun luôn. Rồi em có đo hào hảo mấy hàng này, hàng lớn em có đo hào hảo trơn quý anh chị ơi, từ mặt từ ở đứt chậu luôn là 2m4 nha. Cái khung ngang của nó, khung ngang của nó em làm cái này là 1m27 nè quý anh chị, 1m27 nè, 45 hoành nha quý anh chị ơi, 46 luôn nha. Đó. Cây này khá là già nha anh chị. Đặc biệt nâng cây quý anh chị em. Trên này vẫn còn 23 quý anh chị. Dót lên tới trên và không bị bóp ha. Dạ đúng rồi. Cây này nhiều màu lắm anh thấy. Gồm tím có vàng thái trước nè, tím lửa là 2 nè, trắng tiết là 3 nè, hồng gân là 4 nè. Sufia là 5 màu. Đó. Sufia, cái lá Sufia đây nè quý anh chị em, nhưng mà nó chưa lên. Còn cái gì? Phớt hồng sakura là 6 màu, cây này em nhớ 6-7 màu á. Rồi thì nói chung là 5 màu, tính 5 màu đi cho nó dễ đi anh chị. Cây này mã 23, cây lớn nha, 5,5 triệu, bao phí ship cho quý anh chị mình 300 cây luôn nha. Nguyên combo nha quý anh chị em. Dạ, bao gồm cả đi. Chậu luôn ha. Cẩu cây này đi thì 5,5 triệu, đặt tới nhà quý anh chị mình trong phạm vi 300m ha, ở 300km nha quý anh chị. Ồ, cây này là vô cặp luôn anh thấy. Đặc biệt cây này nó có màu trắng, nó rất là sáng quý anh chị em. Đây, rồi tiếp đây. Theo mà số 24 nha quý anh chị ơi. Này ha quý anh chị em mình là ghim một cặp này để trước cửa nhà hai. Dạ. Bên ha. Thì chiều cao với chiều ngang nó y chang luôn nha. Cao 2m4, tán ngang của nó được là 1m26, 1m27, 1m28 gì đó quý anh chị ơi. Em chỉ đo cái quặng cho quý anh chị mình thôi nha. Thằng này nó già quá trời già anh thấy ơi. Trời thằng này tới 41 luôn quý anh chị. Tính 40 tròn. Trời ơi cái củ đế nè, để đo thử cái củ đế cho quý anh chị mình xem chơi. 90 quý anh chị ơi. Già mà lên riêu quý anh chị em. Nè nó già không quý anh chị ơi, vẫn bình thường nha, không có gì nha quý anh chị. Nó già để cái độ già gì nó móc lên nhìn cái giá trị nha quý anh chị. Vẫn là vàng thái, đỏ lửa, trắng tiết, tím bướm. Cái này hình như được 4 màu anh thấy à. Tứ sắc nha, 4 màu nha. Hiện tại là em thấy 4 màu á. 4 màu nha.
Rồi cái cây mã 24 này em cũng giao lưu 5 triệu rưỡi cho quý anh chị mình nha, 5 triệu rưỡi luôn quý anh chị ơi. Rồi tiếp tục mã 25, đây tới bên luôn. Đầu rồi, lại lên thì em thấy kẹo chân. Một màu đỏ thái, một duy nhất nha. Màu đỏ may mắn ha. À, từ mặt trầu ở dưới đất đi lên luôn nữa, nó tầm khoảng 2m8 nha anh chị. 2m8 nha, chứ không ít nha quý anh chị ơi. Khung sườn nó đặc à. Dạ, 2m8 nha. 1m3 chiều ngang quý anh chị. 1m3 chiều ngang nha. Okay, này. Một cốt giót luôn nha quý anh chị em. Dạ. 1m3 chiều ngang quý anh chị ơi. Ồ, nguyên một bạch luôn. 44 hoành quý anh chị ơi. 44 hoành nha. Rồi ơi, con hồi đó nó bị ta bẻ nhánh mà nó cuốn lại hết trơn luôn quý anh chị. Nó già đến nỗi mà giống như con cóc ngồi quý anh chị. Trời luôn. Cây này rất đẹp nha quý anh chị. Một màu đỏ thái một nha. Rồi cây này mã 25 em Zalo quý anh chị mình 6 triệu nha. 6 triệu nha quý anh chị ơi. 6 triệu nha. Rồi tiếp tục mã 26 nha quý anh chị. Mã 26. 26 này chiều cao khoảng 2m7, tán ngang nó cũng cỡ 1m3 nha quý anh chị ơi. 1m25, 1m3 ha. Cái này được màu trắng nè, màu 1 nè. Màu đỏ thái là 2 nè. Rồi thằng Mỹ đỏ đuôi cáo là 3 nè. Cam lửa là 4 nè, cam thái là 5 màu. Thằng này được 5 màu nha anh chị ơi. 5 màu nha. Đó. Rồi để em đo cái hoành cho quý anh chị mình hình dung cho dễ nha. Rồi 43 hoành nha quý anh chị. 43 hoành nha. Đây, kể em đây nó bị hồi đó nó bị chuyển nó chạy. Rồi cái này chạy thì bán giá chạy cho quý anh chị mình nha. Đó, thằng này không vấn đề nha quý anh chị. Cái này có giá cực kỳ sinh viên quý anh chị mình luôn. 4.3 triệu. À, bao gồm nguyên combo chậu khung sắt rồi có sẵn hết trơn. Quý anh chị mình đem về chỉ cần cần chơi thôi. À, trời cây này nhìn xa xa phơi lắm quý anh chị. 4.3 triệu nha quý anh chị. Rất là tay. Rồi. Đây. 26 đúng không? Rồi tới 27. Rồi đứng xa xa luôn mình thấy rồi. Một cây cam lửa thôi quý anh chị. Cây này rất là phơi. Chiều cao 2m7, tán ngang được 1m35. Quá trời cây này năng cây. Cây này tiếp luôn quý anh chị. Cây này em đo bữa hổm là 50, 52, 53 hoành quý anh chị. Cây này rất lớn nha, rồi ngay dòng eo luôn nha quý anh chị. 54 hoành luôn quý anh chị nè, nó ngay dòng eo luôn nha, ngay dòng eo nhỏ nhất luôn nha. Nó cây rất là năng nha anh chị ơi. Đó. Cây này ghép một cam lửa một quý anh chị. Cây này đang lên chấm bút rất là nhiều nha anh chị. Đó. Rồi cây mã số 27, nó chiều cao 2m7, tán ngang 1m35, hoành 53. Em giao lưu với anh chị mình là 8.8 triệu nha quý anh chị ơi. 8.8 triệu nha. Rồi mã số 28 là được 4 màu nha anh chị, 3 màu thái và 1 màu hồng găng. Nó cao được 2m3, 2m6, 2m7 nha anh chị ơi. Tán ngang thì nó cũng vậy đó. Tán ngang thì cái này ra tới 1m38, gần 40 luôn quý anh chị. 4 màu anh chị ơi. Nó tròn dữ lắm, tròn hết trơn anh chị ơi. Cây rất đẹp nha quý anh chị. 39 hoành quý anh chị ơi, 39 hoành nha. À, quá xá luôn. Những cái rễ này là rễ thừa quý anh chị. À, em cắt đi bỏ em làm keo lại cho quý anh chị mình sạch sẽ luôn. Dạ mà lên riêu luôn quý anh chị. Rồi, mã 28 này là chiều cao 2m6, 2m7 nha. Tán ngang 1m37, 38 nha. 5.3 triệu, 4 màu nha anh chị. Hoàng thái, cam thái, hồng gân và đỏ thái quý anh chị. Dạ. Bữa hổm có đống màu tím bốm vô mà sao mà nó rất không biết quá trời cái này nó làm bức kẹo luôn. Quý anh chị mình thấy cái vàng xương thôi đã thấy biết là nó đặc rồi. Dạ. Rồi, tiếp tục quý anh chị nhìn lên giùm em nha. Cái này được 2 màu. Cây này mã số 29, tổng chiều cao của nó là được 2m9 nha anh chị ơi. Tán ngang 1m4 nha, tán ngang 1m4, dưa hấu và hồng găng. Dưa hấu và hồng găng nha anh chị ơi, cây này rất lớn nha anh chị. Rồi để em đo ngay dòng eo cho quý anh chị mình hình dung nha. 46 hoành quý anh chị ơi, 46 hoành nha, củ đế thì thôi. Nguyên một cái đít luôn quý anh chị em, cái đít nó đưa ra ưỡn ra. Trời ơi trời, đo giáp đế cho quý anh chị mình luôn nè. 101 nha quý anh chị. Đó, đây cái lưng nè. Đó. 101 nha anh chị ơi. Hết biết không anh chị. Đó, 101 nha. Đó, quá trời ơi. Đây cái vàng xương đâu quý anh chị mình thấy nó đặc như thế này. Nó kính hết trơn quý anh chị ơi. Đó. Rồi, cây mã 29 này có giá là 8 triệu. Em bao ship 300 cây số cho quý anh chị mình nha. Rồi, tiếp tục cây 30 cũng là một cặp nó luôn nha anh chị, cũng một cặp nó luôn nha. Đó, nhưng mà cây này thì nó bị lỗi rễ này, hát cái này nha quý anh chị. Nó cũng cao 1m8, 2m9 nha. Tán ngang cũng 1m4 nha quý anh chị. Đó, thì để em đo cái dạng hoành cho quý anh chị mình nha. Thì tình cây này chở ba gác về nó bị lỗi. Cái này là 46 hoành luôn, đồng trạng với thằng bên kia luôn quý anh chị ơi. Đó. Quá trời luôn. Em đo cái tổng hầu đế cho quý anh chị mình xem hình dung nè. Trời ơi, cũng chín mấy nha quý anh chị ơi, chín mấy nha. Đó.
Cái này thì giá cực kỳ là sinh viên. Xử lý keo nhưng mà những cái vết chỗ này nó còn xanh nè quý anh chị em. Dạ. Thì khi mà mình một thời gian mình xử lý keo mình nuôi thì nó giống vậy nè. Nó sẽ kéo cái bìa nó sẽ một phủ qua đây từ từ ha, tùy theo cây mình nuôi sung thôi. Dạ đúng rồi, cây này thì đồng trạng với cây bên đó luôn đó. Nhưng mà cây này còn có 4 triệu rưỡi luôn quý anh chị, còn có 4 triệu rưỡi thôi. Nói chung cây nào bị lỗi một tí thì mình giảm giá ha. Dạ đúng rồi. Rồi, một cây cuối cùng là cây 31 quý anh chị ạ. Ồ. Cây này thì hiện tại được 4 màu anh chị. Cây này 3m3 lận. 3m3 lận nghe quý chị. Tính từ mặt chậu luôn nha. Cái tán ngang của nó là được 1m5 nha quý anh chị. Rất là sáng cây này quý anh chị em. Cái khung của nó rất là lớn nha quý anh chị. Khung của nó rất là lớn nha. Đó. Cây này 3m3 quý anh chị ơi. Đó. Thì được 4 màu. Hồng găng là 1 nè, tím bướm là 2 nè, Sophia là 3, tím tiết là 4 màu. Nhưng mà cái vàng khung ở trên cái màu nó rất là ấn tượng, là hồng gân nó nhiều quý anh chị em. Dạ đúng rồi. Rồi để em đo hoành cho quý anh chị mình nha. Đó. 41 hoành quý anh chị ơi. Cây này 41 hoành nha. Cụ đế đem đo cụ đế cho quý anh chị mình hình dung nha. Đó. Cụ đế được 90 nè. 90 là đo sát cho luôn 90 nè quý anh chị. Trời ơi cái cây này hết biết luôn. Có một cây cao nhất là 3 quý anh chị, 33 nha. Đó. Cao 3m3. Rồi cây mã 31 này em giao lưu quý anh chị mình 6 triệu nha. Bao phí ship 300 cây số cho quý anh chị mình nha. Rồi cây mã 31 này cũng là cuối clip nha quý anh chị ơi. Thì để một trường khoảng tuần lễ, 2 tuần lễ mấy ngày nó lên em sẽ giao lưu quý anh chị mình nữa nha. Rồi chân thành cảm ơn quý anh chị mình nha. Xem được mã nào hợp nhãn thì cứ liên hệ cho em á. Chân thành cảm ơn quý anh chị mình rất là nhiều. Dạ. Rồi thì đại diện một số cây trong vườn của anh Văn Phủ nha quý cô chú anh chị em, do một số cây nó cũng đang chớm búp ha, thì giao lưu một số mã số đại diện cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo lựa chọn những cây mình sưu tầm nha. Quý anh chị em mình yêu thích cái cây nào thì cứ liên hệ trực tiếp, sẽ hỗ trợ thêm qua số Zalo của quý cô chú anh chị em mình nha. Pháo Thái Vi hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo của nhà vườn anh Văn Phủ nha.